cho bé nữa. Giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Ăn nha. Ăn. Ăn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay bạn Bin này có một cái bánh pizza giả nghe. Và một cái gì đây? Pizza bự. Một cái pizza thiệt siêu to khổng lồ luôn. Pizza này có trong này có xúc xích luôn nha. Đâu, xúc xích đâu? Dạ. Đây nè các bạn ơi, pizza này bên trong có cây xúc xích luôn nè. Wow. Ăn pizza này nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử pizza giả là pizza kẹo dẻo á. Ngon không? Ngon. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử một cái pizza siêu to khổng lồ. Cái đó là cái gì vậy? Mồi viên. Mồi viên hả? Ngon không? Ngon. Ngon. Rồi bạn Tú ăn thử coi. Mà cái mồi viên đâu? À, ăn mồi viên luôn hả? Ngon không? Rồi, bây giờ mình sẽ chế tương ra chén này nghe. Wow, đây là tương gà hả? Ăn có tương ớt không? Ăn tương ớt chung không? Có. Ăn cay được không? Được. Rồi, ok. Bây giờ mình xé pizza ra nghe. Rồi, xé pizza ra thôi. Ui, ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Ui, ngon quá. Ăn thử nha. Ăn thử đi. Ngon không? Ngon quá hả? Đã thiệt chứ. Rồi chấm miếng tương, rồi bỏ vô. Đây các bạn ơi, đây là nấm nè. Ở đây cũng nấm luôn nè. Rồi cái này là xúc xích. Quả nguyên một miếng xúc xích bự chà bá luôn nè. Bự dữ hả? Rồi. Cái này không ngán luôn á. Có rau củ quả rồi bên trong này có cục xúc xích. Bạn Bin con xé ra thử coi bạn Bin. Bên trong coi cái cây xúc xích thử. Bây giờ bạn Bin sẽ xé cái cây xúc xích cho các bạn xem thử nha. Rồi lôi ra luôn. Đó, bên trong có nguyên một cây xúc xích luôn nè. Đây là cái pizza siêu ngon đặc biệt luôn. Ui, đứt luôn rồi. Chấm ăn thử coi ngon không? Ngon quá. Ngon. Ủa, ngon dữ vậy? Ở pizza này ngon dữ vậy? Bạn Tú cảm giác pizza này sao? Ngon không? Có mùi gì? Đây là cây xúc xích đó hả? Đây các bạn ơi, đây là cây xúc xích trong cái pizza này nghe. Đây nó bự chà bá luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ chế dẻ lên nghe. Ôi. Ngon dữ thịt ta. Rồi xé ra. Cay không? Không cay hả? Đây tương ớt mà không cay luôn. Cái này nha. Rồi ok, ăn thử cái pizza giả luôn. Chấm vô ăn luôn hả? Trời ơi, liếm thôi. Mùi gì, có mùi gì? Có mùi hết đâu. Thôi vậy ăn cái này đi nè. Rồi xé ra. Xé lên. Trời ơi, thịt không là thịt luôn. Cái đó nấm á. Đây nè các bạn ơi, bây giờ bạn Bin với bạn Tú sẽ đem pizza này đi mời ba với mẹ ăn nha. Rồi Bin, giờ con lấy pizza mời ba với mẹ con ăn đi Bin. Mẹ ơi, ba ơi, ăn hả? Mẹ ơi, ba ăn kìa. Rồi con đi mời đi. Con gỡ lên một cái con đi mời. Đúng rồi, dịnh lại rớt kìa. Rồi với mời ba mẹ đi, mời ba mẹ ăn pizza. Cảm ơn con nha. Rồi chúc ba mẹ ăn ngon miệng. Nhà con chồng luôn á. Đây các bạn, hôm nay bạn Bin với bạn Tú ăn thử một cái pizza. Đây là pizza kẹo, pizza giả này, còn này là pizza thiệt nghe. Rồi video clip đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn video clip lần sau. Bye bye. Wow, bạn Bin, bạn đang chụp cái gì vậy? Đang chụp bánh. Đâu? Ủa bánh gì mà cao dữ vậy? Tôi kêu anh Kiệt. Ai để trên đó vậy? Không biết. Rồi kêu anh Kiệt đi lấy bánh hả? Không. Rồi kêu anh Kiệt đi lấy bánh xuống giùm.
Bà Kiệt ơi, bà Kiệt ra lấy bánh cho bạn Bim kìa. Bánh tuốt trên cây luôn. Bánh gì mà nó nằm trên cao dữ hả? Ủa, nguyên cái bánh trên cao trên cây thì rồi sao lấy xuống? Đây nè các bạn ơi, bánh gì vậy? Sô-cô-la. Wow, một cái bánh sô-cô-la đã dữ hả? Mà bánh gì nằm trút trên cây cao dữ hả? Chị có nào còn nằm trên cây rồi nữa không? Chị thấy cái gì nè? Đâu, đâu, đâu không? Đâu? Wow, một cái bịch da đã dữ hả? Cái nước này á. Đâu? Wow, còn luôn. Ủa, hai hộp luôn. Hai hộp pizza luôn các bạn ơi. Đâu cho các bạn xem với bằng pin. Quay lên cho các bạn xem với. Cứ hồi nay này các pizza xuống xích nè. Đâu đâu mình gỡ ra thử coi. Đi đi gỡ ra coi ha. Wow, đây nè các bạn ơi. Bây giờ bạn pin với quên. Bạn pin đúng rồi. Bây giờ bạn pin với bạn Kiệt sẽ mở cho các bạn xem thử cái pizza này nó làm sao mà lạ dữ ta. Cái này pizza thiệt hay pizza giả bằng pin? Pizza thiệt đó. À pizza thiệt luôn hả? Nó bằng kẹo. À nó bằng kẹo hả? Ủa. Nó có cái mẹ. Wow. Đây. Wow. Trời ơi, bạn Kiệt mở được rồi, bạn pin mở được không? Chưa được. Chưa được luôn hả? Pizza gì rồi đó? Cái này là pizza gì vậy? Cái này là cua nè. Cái này là xúc xích nè. À, pizza hải sản hả? Pizza hải sản. Đó. Rồi bạn Kiệt mở giùm bạn pin đi. Mình ăn thử nha. Đây. Wow. Rồi, của bạn pin là pizza gì? Của bạn pin pizza hải sản luôn hả? Rồi ăn thử coi ngon không? Wow, cái pizza này ngon quá. Các bạn ơi, nó dẻo dẻo nè. Ăn thử đi bác hả? Có pizza thiệt kìa luôn nè. Có mùi gì bạn pin? Cái này có mùi gì? Có mùi kẹo. Ăn có mùi kẹo hả? Mùi dâu, mùi cam. Đây ăn thử nè các bạn ơi. Mùi xài nữa nha. Béo lắm. Ngon thiệt đúng không? Ngon bác, con lấy cái pizza con lôi ra cho các bạn xem nè mọi người. Thôi thử coi nó dẻo tới cỡ nào á. Đây. Ôi, nó dẻo dài luôn nè. Nè. Wow, dẻo dài luôn kìa các bạn ơi. Đã quá. Ôi. Cái cục này dẻo lắm luôn á. Rồi mình đem vô mình cho bạn Tú ăn miếng đi. Ôi còn. Quá. Wow. Còn đây là một cái bịch bánh trên cây. Hồi nãy là cái chữ gì nào? Chữ gì? Nhật nha. Quà bánh Nhật hả? Không biết Nhật hay Hàn. Rồi bây giờ mình mở ra thử coi. Bên trong cái gì mà nó nằm tuốt trên cây? Ủa cái gì bên kia? Cái gì á? Ôi. À nó có bịch bánh riêng vậy nè các bạn ơi. Ui cục xít luôn hả? Đâu cục xít hả? Đâu cục xít hả? Này cục gì vậy? Đâu? Gì giống cục xít vậy? Đâu cho các bạn xem với. Tự ăn ngon lắm nha. Để vô miệng tự. À các bạn ơi, đây là sô cô la cục xít. Giờ đi chơi cục xít luôn. Đâu ăn thử coi bà Việt ngon không? Riêng sô cô la. Ngon lắm hả? Cái này tự ăn ngon lắm nha. Nó ngọt vừa phải thôi, không có bị ngọt gắt mà ngon lắm. Ờ. Béo hả? Rồi, đây các bạn ơi. Mùi sữa luôn á. À mùi sữa nữa hả? Bịch. À bịch bánh này là sô cô la mà nó gói trong đây nè. Nhìn đẹp không? Ờ dính cái răng luôn rồi. Rồi bây giờ mình gói lại mình đem vô mình cho bạn Tú ăn với nghe. Ok. Quá trời luôn. Đây bánh trên cây, bánh mọc trên cây luôn. À, ăn chưa ai vô ngọt ăn kẹo nghe chua chua. À. Dạ bổ kẹo quán sô cô la ngon quá. Vậy bây giờ mình đóng lại mình ship cho bạn Tú nha. Ờ, còn hai cái này ăn luôn đi. Đây, đừng làm shipper. Cho anh Kiệt một cái. Để mình ship này Kiệt. Đây, mình làm mình shipper nha. Rồi, shipper đi giao pizza đúng rồi, bây giờ mình giả bộ. Giao kẹo luôn. Ờ đúng rồi, giao kẹo với giao pizza luôn. Đấy các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt với bạn Bin sẽ làm shipper nha. Shipper đi giao hàng nha. Bạn Bin sẽ là shipper giao pizza, còn bạn Kiệt sẽ là giao sô-cô-la. Ờ, shipper giao sô-cô-la. Rồi, đi thôi. Shipper giao hàng tới kìa. Ra nhận hàng đi. Con đó nói gì vậy? Rồi con chim nói chuyện luôn hả? Biết nói chuyện luôn á. Đây các bạn ơi, bây giờ shipper sẽ giao hàng cho bạn Tú. Đây là một cái pizza. Rồi đây là shipper sô-cô-la. Giao hàng sô-cô-la. Ủa shipper trả tiền. Quên, trả tiền chưa? Không trả tiền, trả pizza đây. Trả luôn rồi, chạy trốn luôn rồi. Dí bắt lại.